Canh Tuất, 54 tuổi, Việt Nam, phía bạn Sa Kim Kiên, Vàng Trung Cát, Cùng Chấn, Cầm Tinh, Điền Nội Chí Cử, Sao Hạng, Mộc Đức, Cực Kỳ, Cuộc đời của Canh Tuất, Nam Mạng, quý bạn tâm hồn, tế nhị độ lượng, hay với người thường thể hiện bản tánh quân tử bằng cách cứu giúp những người sống trong hoàn cảnh khó khăn bế tắc. Quý bạn thông minh lanh lợi, đa mưu, tốc trí, học vấn bằng cấp cao và xem lại hiện tượng của thiên. Vì thế mà được bạn bè quý mến, tài năng rất độ và những người khác làm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.